Vậy bạn sẽ ở nơi đâu? Bạn có đang tìm nhà hoặc một căn hộ hay không? Việc tìm nhà để thuê có thể mất thì giờ. Trước hết, bạn nên kiểm tra kế hoạch chi tiêu của mình để biết mình có thể trả nổi những gì. Khoản tiền thuê sẽ tùy thuộc nhiều thứ. Ví dụ, đó là nhà có vườn, đó là căn hộ chung cư, nhà đó có bao nhiêu phòng ngủ, nhà đó có gần xe buýt, xe lửa không? Hãy hỏi Centrelink xem bạn có hồi đủ điều kiện được trợ giúp tiền thuê nhà hay không. Nên bắt đầu xem những quảng cáo cho thuê nhà trên báo, trên trang mạng hoặc các bảng thông báo cộng đồng. Cũng nên hỏi các địa lý nhà đất. Nhiều chủ nhà cho thuê nhà qua các đại lý này. Khi đã tìm được nhà với giá cả mà bạn có thể kham nổi, bạn hãy gọi cho đại lý để yêu cầu họ cho xem nhà. Một khi đã tìm được căn nhà thích hợp, bạn hãy hỏi đại lý để lấy mẫu đơn xin thuê nhà, Rental Application Form, điền vào đơn và đưa lại cho đại lý. Việc nộp đơn không bảo đảm là bạn sẽ được thuê căn nhà đó. Đôi khi cũng nên nộp đơn thêm cho những căn nhà khác. Nếu thích căn nhà cũng đừng ráng trả thêm tiền. Việc trả tiền nhiều hơn mức chi tiêu có thể khiến cho bạn khó khăn về tài chính sau khi dọn vào. Cũng rất hữu ích nếu bạn có thư giới thiệu từ bạn bè và từ đại lý nhà đất trước đây. Đại lý có thể yêu cầu các giấy tờ hỗ trợ như bằng lái xe, phiếu tiền lương, các bản kê khai của ngân hàng và Centrelink, hóa đơn tiền điện, tiền ga, điện thoại, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Đại lý nhà đất sẽ chọn ra các đơn mạnh nhất và đề nghị chủ nhà xem xét các đơn này. Chủ nhà sẽ chọn người thuê nhà dựa vào đơn xin thuê nhà và các giấy tờ hỗ trợ. Các đại lý nhà đất làm việc cho chủ nhà để tìm người thuê tốt, thu tiền nhà, thu xếp thợ ống nước hoặc thợ điện đến sửa chữa khi cần. Những điều quan trọng mà đại lý cần biết là người thuê nhà sẽ trả tiền nhà đúng hạn và giữ gìn nhà cửa tốt. Nên nhớ rằng, trong tương lai, bạn có thể cần phải thuê nhà lần nữa. Nếu bạn biết giữ gìn nhà cửa và trả tiền nhà đúng hạn, đại lý nhà đất có thể cấp cho bạn một giấy giới thiệu tốt khi bạn dọn ra. Nếu thuê nhà lần đầu, bạn có thể nhờ các cơ quan cộng đồng giúp đỡ, chẳng hạn như Trung tâm Trợ giúp Di dân, Migrant Resource Centers. Muốn biết thêm chi tiết về quyền hạn và trách nhiệm của người thuê nhà, bạn hãy xem trên mạng của New South Wales Fair Trading ở địa chỉ www.fairtrading.nsw.gov.au hoặc điện thoại số 133220. Nếu bạn cần thông dịch viên, hãy gọi đến số 134050.